Vâng, xin chào mừng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Như clip trước thì em đã giới thiệu đến mọi người về những cái dòng equalizer thương hiệu của Galactic, một dòng thương hiệu đến từ Anh Quốc rất là đẳng cấp. Và trong video clip ngày hôm nay thì tiếp tục những cái dòng equalizer, nhưng mà cái mẫu này nó cao cấp hơn, nó chất lượng hơn dòng Galactic rất là nhiều. Và cái loại này thì rất là hiếm. Không phải là lúc nào cũng kiếm được để mua một thương hiệu RX hàng của Australia. Con này rất là đẳng cấp nhé. Em cũng không vòng vo nhiều hơn nữa. Đi vào test chất âm xong lát nữa sẽ quay nội thất ruột gan cho toàn thể các bác được chiêm ngưỡng cái con nọc Australia hàng xịn như nào nhé. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất bên em về để em sẽ up lên cho mọi người được tham khảo. Rồi, làm tí nhạc. Hay dã man luôn. Phải nói là quá tuyệt vời các bạn. Đây, em đã tháo sẵn ra để quay chi tiết cho mọi người xem về nội thất. Nhìn nội thất nó như thế này, ruột gan nó như thế này, bỏ sao nó không hay. Nó quá là tuyệt vời các bạn, nó quá là tuyệt vời chứ không phải là. Dòng equalizer này thì mọi người có thể sử dụng cho gia đình hoặc là sự kiện nhé. Đẹp chưa? Con này em đang test cho anh Huy, có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bác đi mua bất kỳ một cái món đồ điện tử nào thì cái chúng ta cần quan tâm là cái ruột bên trong, linh kiện bên trong, loa cũng vậy, phải xem bên trong thì mới biết được là nó có xịn hay không. Thì các bác tôi bảo là mới chơi biết làm sao được, thì tất nhiên các bác mới chơi thì cũng không thể biết được, nên các bác cứ chịu khó các bác theo dõi, các bác xem nhiều những cái review của người ta bán hàng, người ta giới thiệu, và khi mà người ta khui hàng và cho mình xem nội thất bên trong thì xem nhiều dần dần các bác cũng sẽ biết thôi. Toàn bộ phần nội thất rồi ra bên trong nhé. Con này nó làm phải nói là nó quá là chi tiết, quá là đẹp luôn. Từ ngày làm audio đến giờ em chưa gặp con nọc nào nó chất như cái con này. Phải công nhận là nó làm đẹp, tất cả máy móc còn zin hết nhé. Toàn bộ IC tiếng của nó là đều là của thương hiệu Lex Japan của Nhật thì các bạn. Nick thì nó quá là nổi tiếng rồi. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Tầm này thì nó quá là đẳng cấp rồi.
Con này nó chạy nguồn AutoVolt, điện từ 100 cho đến 230V. Hàng của Australia các bác nhé. Đây mặt đằng sau của nó. Có 4 đường in và 4 đường out. Rất là đẹp. Đâu, rất là hiếm nhá. Rồi, clip này thì em cũng chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cho mọi người được xem lại một chút gọi là ruột nội thất của con Equalizer RX Australia và test luôn chất âm khi thâu âm qua điện thoại. Mọi người nghe và cảm nhận thì nó thật là khi nghe qua điện thoại nó sẽ không bao giờ là nó được thực tế, nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Thế nên khi những clip em đăng lên mà test chất âm thì nó cũng chỉ là cái mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thôi các bạn. Nên các bác đi mua hàng nên chú ý nhiều phần nội thất từ tất cả những thiết bị như đẩy, vang, loa, rồi là equalizer. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.